đến với video thứ hai giới thiệu với các bạn vườn cảnh nhà ông Nguyễn Hữu Cư, xã Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Chúng ta được thưởng thức cặp đôi xanh tán tầng, nhưng mà không phải là cặp đôi tán tầng bình thường như chúng ta hay gặp. Điều rất đặc biệt ở phía dưới bệ đó là đã được tràn chậu, ôm chặt lấy hai cái chậu ly. Chậu ly, vâng. Rất là cổ kính. Chúng ta tiếp xúc với cây thứ nhất qua giới thiệu của anh Nguyễn Hữu Cư. Đây đôi này đây, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Anh có thể cho biết là cái đôi này anh làm kỳ công đến như thế này thì là cũng hết bao nhiêu năm rồi không? Từ năm sinh thằng con tôi là từ năm 94 rồi tôi đã mua về. 94 như vậy là 24 năm. 25 năm này. Vâng. 24 năm này. Vâng. Thế thì trong quá trình tôi đi học nho lúc bây giờ thì tôi mới mua về, xong rồi là tôi trồng người ở chậu kia cơ. Thế xong bắt đầu một năm sau tôi cho cái chậu ly này, tôi đổi một cái cây lấy hai cái chậu ly này. Vâng. Thế là tôi trồng thì tôi để mớm rễ nó ra, xong bắt đầu tôi đan vào, thế là cứ thế là nó bó vào chậu. Vâng. Từ ngày đấy đến giờ nó già lắm rồi. Tay cành rất là đẹp. Vâng, đôi xanh tán tầng này cũng cao tuổi rồi. Và đa số là những cái cây mà dòng cây này đa số là xanh Nam Điền hết anh ạ. Vâng. Không có bao giờ có sẽ ít khi xanh quê lắm. Sinh sản ra là đất Nam Điền. Vâng, nguồn gốc của những cây xanh tán tầng là cũng từ Nam Điền. Từ Điền Xá mà ra đây. Và những cây giáng long theo tôi được hiểu đấy, không biết có đúng không? Vâng, đúng rồi. Anh ạ. Giáng long giáng ấy, nhưng mà giáng Nam Điền thì làm cái gì cũng được. Vâng. Nó đây. Đẹp vì cái xanh nó dày dặm anh ấy. Cây chúng ta bền. Thưởng thức cái tầng dưới cùng này rất hay. Cái da nó đẹp. Vàng óng hết cả rồi. Ừ. Nó ra đồng hết rồi. Vâng. Cây của tôi nó ra đồng sạch sẽ đây. Mình xem cái bệ bên dưới bó chặt giờ đập. Khênh đi đâu khênh chứ còn đây vừa rồi tôi làm lại bông tán tôi mới cho thi đất vào, chứ còn không nữa là tôi để chỉ được uống nước lại hết khi trời. Tới đây thì anh để vào một cái bể mà tôi lúc đó chỉ có nước không? Tôi đang nghiên cứu tôi đắp hai con rùa anh ạ. À cũng được, tức là khoét lưng ra. Biểu tượng đây là kim quy đội hạc. À đấy. Đúng không anh? Đôi quy. Đôi này chính là đôi nến mà, đôi hạc. Đôi nến đấy. Vâng. Cũng được. Như hai cây đèn đấy mà. Vâng, đây là cây thứ hai chúng ta quan sát, rất tuyệt vời. Mục hết rồi. Bạn ống. Và hai chiếc chậu ly đã được bó chặt lại bản rễ qua năm tháng. Thật tuyệt vời, rất vững chắc rồi. Thế mà anh thiết kế hai con rùa thì chính hai cái con rùa lớn mà hai cái đôn ly này ở trên lưng rùa thì đúng rất là hợp. Đấy, anh đứng trước hai cây xanh đi, quay đây tôi lấy một cái ảnh bìa cho cái video thứ hai để anh dễ nhận ra. À vâng, anh đứng thẳng lên nên không chéo chân, thế tôi chụp ảnh nhá. Được rồi anh ạ. Vâng. Anh giới thiệu tiếp cái tác phẩm ngay đằng sau đi. Vâng, đây là một trong những cây xanh ôm cối đá theo lối cổ của các cụ. Vâng. Thế thì ngày xưa thì còn rất là kiến thức còn ít này. Thế là nông cụ của người Việt Nam mình thì nó rất là lấy cái chất nhà quê. Cho nên chỉ lấy cái cối đá nó hỏng rồi lỗ rồi mới trồng lấy cây, cấy cái cây lên. Thế mà từ đó mà rồi nuôi rồi là qua năm tháng này giờ là trải qua là từ đời coi như là
bố tôi đến giờ là vâng, phải đến cây xanh cổ quá 560 năm quá cao tuổi rồi. Ừ, nó cao tuổi lắm rồi. Thế rồi qua quá trình là cứ cắt cắt xén tỉa là cây năm nay. Vâng. Nó tượng trưng cho cửu phẩm. Cây này tôi đặt tên là cửu phẩm. Cửu phẩm, tức là có 98 tất cả. 9 tầng. Vâng, 9 tầng. Như vậy là cái bóng dáng của những cái cây xanh cổ thì thường nó dáng tự nhiên như thế. Nó cũng không theo một cái vâng, lề lối, tự nhiên, không tự nhiên, tự nhiên. Theo cái thế nào. Và đã được ngâm nước hoàn toàn này. Ngâm nước hoàn toàn. Vâng. Ngồi trên khối đá. Đẹp quá. À, bên cạnh đó tôi thấy anh cũng có những cái những tác phẩm Tùng La Hán với nhiều kích cỡ khác nhau. Cây La Hán này như cây bé con kia là cây mini. Vâng, chính cây đi làm chứ. Cây thợ đi giang và giá tôi 7 triệu tôi bỏ. Vâng, cây này đẹp mày. Cây tầm nhỏ nhưng mà tôi thấy đẹp chứ. Đẹp lắm. Đây tôi ngồi sát vào cái khay này để giới thiệu luôn với các bạn. Tôi chưa cắt đấy. Vâng. Cắt mà tôi cắt. Cây này đẹp mà. Lắm. Nay là ông về là nó. Đấy. Khua vài cây này chỉ có một người bê một cách bình thường thôi. Ừ. Đây tôi zoom lại để chúng ta, bởi vì anh kê hơi chật nhau. Hơi sát nhau. Ngày chúng ta thưởng thức. À, tận dụng nữa rồi. Vâng. Và như video trước anh Cư có giới thiệu với chúng ta một tác phẩm mà anh đã đi trưng bày tại Festival sinh vật cảnh bên Vincom Long Biên 2016. 2016. Vâng, đây là tác phẩm mà anh muốn giới thiệu. Vâng. Ngay bây giờ với chúng ta đã được giải bạc. Vâng. Thế thì báo cáo với anh là cây này là tôi thì không những về cây cối tôi nuôi nấng là tôi dành dụng vào tình cảm với nó, cho nên là cảnh sinh tình, tình sinh ý. Thế cho nên là lấy lên một cái bài thơ là rất đi là tả về cái cây rất đi là vâng là, anh đọc cho khán giả cùng thưởng thức đi. Thạch thụ tương sinh, cây này có tên là thạch thụ tương sinh. Vâng. Thế thì là thạch thụ lung linh bề thế trước thềm hoa, thạch thụ tương sinh tỏ nết na, dòng dõi nếp nhà xanh quý tử, để đời hương sắc đạt đăng khoa. Vâng, cảm ơn anh nha. Vâng. Rất hay. Ý thơ của anh đã bộc lộ cái vẻ đẹp của tác phẩm. Anh có đặt tên là Mộc. Thạch thụ tương sinh. Thạch thụ tương sinh. Vâng. Vâng. Nằm trên đá mọc lên. Tác phẩm xanh thạch thụ tương sinh. Đây là bóng dáng tổng thể của tác phẩm. Bốn phía đều đẹp hết anh ạ. Bệ bãi. Vâng, 2 năm trước là tác phẩm đã đưa ra ngoài Vincom Long Biên để dự Festival sinh vật cảnh thủ đô lần thứ nhất. Và đi 700 năm Thiên Trường. À, cũng đem vào Thiên Trường rồi ạ. Thiên Trường tôi đem 2 cây. Vâng, tác phẩm bên đây nữa. Thiên Trường Nam Định. Đây, tác phẩm bên đây là tác phẩm cũng giới thiệu với các anh bà con là tác phẩm Hạc Lập. Hạc Lập. Ừ. Tôi cũng có một bài thơ rất đi là tình ý với cái cây tâm huyết. Nó gắn bó 5 tháng thời gian với tôi.
còn ta đã anh em ta thưởng thức sang rồi. Phía bên này ta chảy là như nhựa chảy, quan sát cái phần thân bệ còn lại. Và bên cạnh tác phẩm Thạch Thụ Tương Sinh thì anh còn cái tác phẩm anh vừa giới thiệu là Hạc Lập. Hạc Lập ạ. Vâng. Chúng ta chia sẻ tác phẩm xanh Hạc Lập, sau đó cũng đã để chuyển sang video tiếp theo. Mời bà con ta cùng chiêm ngưỡng với tác phẩm Hạc Lập của tôi. Với tên cây tác phẩm là Hạc Lập thì tôi có làm bài thơ là cho tặng cây theo lối thất ngôn tứ tuyển. Vâng. Theo thời đường. Trời đông tuyết phủ trắng thân cây, Hạc Lập ung dung chín rãi rề. Thử hỏi cõi trần ai dám sánh, rằng đây kỳ cổ đẹp ngất ngây. Tuyệt vời. Vâng. À vâng, kính chào bác. Bác đến. Chào bác nhé. À vâng. Vâng, em đang công việc đi. Bác cứ đứng xem cây đi. À vâng. Anh Nguyễn Hữu Cư vừa với hứng khởi đã có một bài thơ về tác phẩm xanh Hạc Lập. Anh vừa đọc lên để những người đam mê bonsai trong cả nước chúng ta cùng thưởng thức. Bây giờ là bóng dáng tổng thể cũng như là từng phần Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn. Cây này nguyên hình nữa kìa. Vâng, cây vừa giới thiệu rồi. Đẹp quá, suốt từ bệ rễ cho lên đến tay chi trên ngọn mốc chảy đều một màu mốc hết, mốc gọi là mốc hoa cau anh ạ. Vâng. Đây này, như là thân cây cau đây. Vâng. Mốc chè, mốc cau. Mốc chè, mốc cau, thân cây chè, thân cây cau. Tuyệt vời. Vâng, Đỗ Sinh đã giới thiệu với các bạn cuốn video thứ hai vườn cảnh anh Nguyễn Hữu Cư, xã Đồng Tâm, Đồng Tiến, vâng, xin lỗi, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Tôi xin dừng hình ở những cái giây phút này để chúng ta chuyển sang video tiếp theo, cùng thưởng thức cây cảnh nghệ thuật của gia đình anh Nguyễn Hữu Cư. Tất cả những cái video mà Đỗ Sinh giới thiệu vườn cảnh anh Nguyễn Hữu Cư đều có số điện thoại của anh Nguyễn Hữu Cư trên màn hình ở những phút đầu và phút cuối của video. Chúng ta sẽ tiện việc gọi điện để giao lưu chia sẻ. Và đây cũng là nét chữ của tôi, nét chữ đó là. Tức là tự anh viết đấy. Tôi viết đấy. Anh có cắt nghĩa luôn để tôi kết thúc video. Thạch Thụ Tương Sinh. Vâng, đó là tên của tên tác phẩm anh đã đưa vào thanh bể. Thạch Thụ Tương Sinh. Vâng, cảm ơn anh.